cô gái này là ai mà sao cả gan dám lừa cả một phú đại gia, mà ông ta thét tiếng là giết người rồi bịt đầu mối chỉ vì căm ghét những ai dám đưa hàng giả đến cho mình. Không ai khác chính là Trâm Trang, nữ chính của chúng ta hôm nay. Cô lấy sợi dây chuyền đính kim cương giả và bảo rất vui khi được ông chọn. Đây là trang sức rất đắt giá. Nó đắt như thế nào? 5 triệu ạ. Cô liền trổ tài diễn xuất bởi rất hiểu ông ta cảm động khi phụ nữ khóc, mà đây cũng chính là điểm yếu ông ta. Cô biết khi vợ ông nhận được dây chuyền này sẽ rất vui, có thể vượt qua được bệnh tật giống như bạn tôi lúc đó. Thấy nữ chính đáng thương nên đã đồng ý xem sợi dây, quả nhiên là đúng như dự tính. Bên ngoài, bạn trai quan sát tưởng chừng kế hoạch đã thành công, nào ngờ có một chàng trai đi ngang qua nghe được ai đó đang nói đến trang sức do chính tay mình thiết kế. Anh tiến lên trên, này tôi cũng muốn nghe xem cô hiểu cảm hứng tôi thiết kế nó như thế nào. Đây mà là thiết kế của tôi sao, tôi chưa từng nghĩ có thể làm ra thứ này. Lúc này Trâm Trang rất lo sợ chuyện mình làm bị bại lộ sẽ chết chắc, liền lấy cớ là tôi không muốn bán nó nữa rồi rời đi. Đương nhiên là Nai làm sao cho cô có cơ hội chuồng, cô ta chính là kẻ lừa đảo rồi giật lấy sợi dây dầm vừa nó. Nữ chính liền đạp tên thuộc hạ rồi mau chóng tẩu thoát, nhưng người của phú nhị đại rất nhiều, cô dùng mọi cách để thoát thân bởi nếu một khi ông ta tóm được thì cuộc đời mình coi như xong. Cô mau chóng khóa cửa chặn đường rồi ẩn nấp vào nhà vệ sinh. Tránh được quả dưa thì gặp ngay quả dừa, nam chính lúc này đang tắm làm Trâm Trang phải núp xuống dưới bồn rửa tay. Chết thật là hắn ta sao? Cô phải đợi đến khi anh ta thay đồ rồi mình sẽ ra, ai ngờ Nai lại quay lại. Ủa, cô còn chưa bị bắt sao? Nữ chính không ngần ngại mà ra tay sau đó tẩu thoát, nào ngờ bên ngoài vẫn còn những tên tay sai, cô chưa thể nào đi được. Nam chính nhanh chóng bắt lấy, để thử bây giờ thì cô còn chạy đi đâu được. Thấy hết đường chạy, Trâm Trang liền dùng lại tuyệt chiêu cũ là khóc và cầu xin Nai. Tôi chỉ có một mình mẹ, trước khi tôi vào tù thì hãy cho tôi tạm biệt bà ấy lần cuối có được không? Tôi xin anh đấy. Nam chính có chút cảm động, bất ngờ tên thuộc hạ lại đến gõ cửa khiến cô phải chạy vào trong ẩn nấp. Nam chính mở cửa ra nói với tên đó là trong này không có ai. Trâm Trang lúc này tưởng đâu mình đã được cứu, cô vui đến mức không ngừng cảm ơn anh. Nai liền đưa cho cô áo khoác, hãy mặc vào đi, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây. Nam chính liền đưa cô ra xe, còn dặn dò lúc tôi chạy đừng có để bị lộ đấy. Vừa nói tôi thật may mắn khi gặp anh, bỗng nhiên anh hiện ra bộ mặt đắc ý, hóa ra anh muốn dạy dỗ Trâm Trang một bài học rồi giao cô đến cho cảnh sát. Cái đồ khốn này, nói giúp tôi mà lừa tôi sao? Khi tôi ra tù chắc chắn tôi sẽ không tha cho anh. Cái đồ khốn kiếp, tôi nguyền rủa anh, nhưng đâu biết được người bị bắt chính là vợ tương lai của mình. Hóa ra gia đình nam chính cũng không phải hạnh phúc, cả ba lẫn mẹ đều mất sớm. Nội bộ lục đục luôn đấu đá lẫn nhau, chỉ có chú là người thân duy nhất đáng tin cậy, còn bà mẹ kế thì luôn tìm cách để đá Nai ra khỏi khối tài sản này. Nữ chính lúc này đang lấy lời khai, thủ tục chụp ảnh trước khi hưởng án tù giam. Bạn trai Paul đến thăm hứa hẹn đủ điều trước khi tạm biệt nhau. Trải qua cải tạo, nữ chính không gặp ít khó khăn, nhưng để sớm ra tù cô chỉ còn cách trở thành phạm nhân ưu tú. Nhưng cái tên chết tiệt Nai, tôi nguyền rủa anh toàn gặp chuyện xui xẻo, cái đồ nghiệp quật, ra đường bị xe đụng, trang sức khi không bán được, mọi chuyện xui xẻo đều đến với anh. Quả nhiên là Nai không thoát khỏi thứ gì, ngay cả tắm mà cũng bị té đau. Nai cùng cô bạn gái ngồi nghĩ có ai đó chu èo mình, nhưng ra nói chắc có lẽ anh đang lo lắng bởi bà An Nong muốn đưa công ty mình lên sàn. Em nghĩ bà ấy cũng muốn tốt cho công ty thôi. Sao em chưa hiểu gì bà ta đâu, chính với muốn làm mọi cách để bố và mẹ ly thân khiến mẹ phải tự sát trước mặt anh sẽ khiến cho bà ta sẽ trả giá. Về đến công ty, Nai nói với chú là mình sẽ kết hôn với Giao, nhưng chú có vẻ biết được gì từ người phụ nữ này bởi có tin đồn cô ấy đưa người khác về căn hộ mình đấy. Nghe được lời chú nói có vẻ Nai đã cảnh giác hơn, anh liền đến với căn hộ nơi Giao đang ở. Bởi cô lấy cớ là muốn đi ngoại ô cùng bạn mà lúc gọi điện thì cô ta đã ở trước của căn hộ mình. Thấy có linh cảm không hay, Nai liền nấp đi. Quả nhiên là Giao đã dắt trai về nhà, mà người đó chính là anh em cùng cha khác mẹ. Hai người đã mèo mã gà đồng trước mặt nam chính khiến anh ta không tin sự thật trước mắt. Nai bình tĩnh mà lấy chai rượu van đến phòng bác tại trần. Tại sao phải dừng lại làm tiếp đi chứ? Tôi chỉ muốn xem người phụ nữ tôi yêu phản bội tôi thế nào thôi. Giao bất ngờ sao anh có thể ở đây. Nai liền phan chiếc ly sau đó bỏ ra ngoài. Cô tình nhân chạy theo xin lỗi bởi cô ta bắt buộc phải chọn cho mình thứ tốt nhất. Thế cô xem tôi không phải thứ tốt sao? Hay là cô nghĩ một ngày nào đó họ đá tôi khỏi quyền kiểm soát trang sức Paradise hả? Cảm ơn cô đã cho tôi biết bộ mặt thật sự của cô. Nhưng chính cô ta không biết rằng mình đang là quân cờ trong tay Dia và mụ đàn bà An Nong. Nai lúc này vô cùng tuyệt vọng, người phụ nữ mình tin tưởng nhất lại phản bội mình một cách đau đớn. Lúc về nhà hắn vô cùng đắc ý, bởi rất hả hê khi thấy chính người phụ nữ của anh ta phản bội hắn trước mặt mình. Mặt khác bà ta không tin tưởng Giao, người phụ nữ này bỏ được Nai thì chắc chắn với con trai mình cũng không ngoại lệ. Nhưng Dia đã yêu Giao và muốn chứng minh với bà ta cô ấy yêu mình thật sự. Bây giờ là lúc Nai cảm ơn chú đã nhắc nhở và tạm biệt với anh, muốn trở về Ý để thư giãn một thời gian. Nữ chính lúc này cũng đang cải tạo tốt trong tù, cô làm mọi thứ để trở thành một tù nhân ưu tú. Nam chính cũng đang nỗ lực làm việc tại Ý, những thiết kế của anh đã được quán quân trong cuộc thi đồng thời rất nổi tiếng. Bất ngờ Nai xem tin tức thấy người anh cùng cha khác mẹ giật bồ em trai đồng thời cũng cầu hôn cô ta, còn tuyên bố tặng luôn dây chuyền kim cương gia truyền của mẹ anh để lại làm quà đính hôn cho đàn gái. Khiến Nai sốc và gọi đặt ngay chuyến bay trở về Thái ngay lập tức.
Cuối cùng nữ chính đã trở thành tù nhân ưu tú nhất được pháp luật khoan hồng cho trong cha được tại ngoại cũng đúng là lúc Nai trở về nước. Cô trở về nhà bạn trai mà mừng đến mức đẩy cửa chạy vào ôm ngay Pon, đúng là trong gian vô cùng nhớ anh ta. Tất cả những thứ này anh chuẩn bị cho em hết sao? Thích quá! Mới định ôm hôn anh đào ngờ bà thiếm từ đâu xuất hiện hét lớn, mày là con nhỏ nào đây sao dám lén phén với chồng bà hả? Hả, hóa ra anh đã có vợ rồi sao? Cô là vợ anh ta à? Tại sao hứa mua căn nhà này đợi tôi trở về mà? Cái đồ sở khanh khốn kiếp, người mà cô đánh chính là hắn, toàn bộ những gì hắn nói với cô là giả dối đó, mày là cái đồ chết tiệt. Giờ là lúc đám cưới của Nia, Nai đã trở về tìm gặp lại người yêu cũ đã từng phản bội. Nam chính bước đến và rót những lời đường mật vào tai, đương nhiên cô ta vẫn còn tình cảm với anh. Nai hôn cô coi như lần cuối, đồng thời có cơ hội tháo đi sợi dây chuyền. Đàn bà như cô mà xứng với di vật của mẹ tôi sao? Sau đó trói ả lại rồi rời đi. Lúc này cô dâu xảy ra chuyện cả A Nong và Nia đã biết. Bà liền sai người nhân cơ hội xử lý Nai. Ông chú liền gọi báo tin, có lẽ chuyện này do bà ta sắp đặt để khiến anh ra khỏi công ty, đồng thời phải lãnh án tù giam. Trong gia lúc này khi biết chuyện chịu không nổi mà khóc lớn, nhưng rồi cô dần lấy lại bình tĩnh mà nghĩ kỹ phải bắt đầu lại tất cả. Lúc trở ra ngoài lại va phải nam chính. Là anh sao? Cái tên chết tiệt đã hủy hoại cuộc đời tôi. Cô đánh anh ta không chừa phát nào. Bình tĩnh đi, tôi phải tìm thứ quan trọng. Cái này sao? Bất ngờ mấy tên tay sai phát hiện lao đến đánh và còng tay cả hai lại. Này thì còng này, đá chúng đi, dứt khoát vào Jan. Cả hai phối hợp ăn ý khiến đám tay sai nằm một đống. Nam chính vác cô tẩu thoát, nhưng Jan nhất quyết không cùng một phe với anh ta mà hét lớn. Anh cũng thẳng thừng mà bịt miệng lại, cũng may mà chú đến kịp, mau chóng khiên cô lên xe chứ không sẽ bị bắt. Cô không ngừng la hét, buộc Nai phải nhét khăn vào miệng nói hay im lặng không tôi bán đi Trung Quốc bây giờ. Sau đó chú nói trợ lý biết ai có thể đưa Nai bỏ trốn không tiền không quan trọng. Cô khi thấy tiền là mắt sáng lên bất chấp mà nói tôi có thể đưa anh ta đi. Nếu chú đưa tiền cho tôi thì chắc chắn tôi sẽ đưa anh ta rời khỏi đây. Bởi cô biết người như cô với số tiền này sẽ đổi đời. Không còn cách nào khác, chú đành phải chấp nhận. Tài xế mau chóng tấp vào lề để hai người nhảy xuống. Đúng là như dự tính, xe ông chú đã có người theo dõi. Khi chặn lại thì cả hai không còn trên xe nữa. Ở nhà Dia rất sốt sắng phải tìm hắn ta bằng được cho tôi. Cả hai lúc này đã ẩn nấp thành công, liệu con đường tẩu thoát có được thành công hay không? Chan nhanh trí dắt anh chạy vào trong chiếc xe chở đồ. Người như anh mà lần đầu tiên được con gái dẫn trốn thật sự là nực cười. Vì sợ bị phát hiện bởi người giao hàng mà cả hai đều trốn vào không gian chật hẹp, khiến đôi môi ghé sát lại gần nhau, nhìn vào đôi mắt dường như báo hiệu tình yêu sắp đến. Nữ chính muốn cởi áo che còng tay. Nai không cho mà nắm lấy tay cô, thế này chúng ta có thể bỏ trốn khỏi đây mà không ai thấy nó. Lúc này Giao bị ăn cái tát. Cô ngốc hay sao để hắn lấy sợi dây? Nếu tôi không tìm ra hắn thì sẽ không để yên cho cô đâu. Bây giờ nếu muốn đi khỏi đây thì phải cần có một chiếc xe. Nai rút tiền nhưng không cho Lan cầm, bởi giờ bản thân anh không thể tin ai. Hai người giành giật khiến họ trở nên gần gũi nhau hơn. Bắt đầu đi đến nơi bán xe cũ, nào ngờ tên nhân viên nói đã đóng cửa rồi. Này, anh không nhớ tôi sao? Người đã từng ăn cắp xe mang đến chỗ anh này. Hiện giờ tôi muốn mua lại xe, anh nhân viên thế mới cho vào. Lúc chốt được chiếc xe, nào ngờ hai tên tay sai nghi ngờ chắc chắn muốn tẩu thoát vào cần mua xe. Hắn đã lái xe vào trong, hai nhân vật chính thấy thế liền chạy lên phòng nhân viên, bịt miệng rồi nói dối bọn tôi là kẻ cắp bị truy đuổi. Nếu bọn họ biết anh với chúng tôi ở trong này thì họ sẽ giết luôn cả anh. Nếu muốn sống thì hãy ra nói không cho chúng tôi ở đây. Cũng may là không bị phát hiện. Cả hai ra xe muốn chuồng thật nhanh, nào ngờ chúng đến chặn đường. Thấy súng này lập tức quay xe chạy đi. Đương nhiên bọn chúng không thể bỏ qua cơ hội tốt. Vừa thấy chiếc xe lửa, nam chính quyết định cắt đuôi khỏi sự truy đuổi. Anh tăng tốc thật nhanh khiến cô hoảng hốt, nhưng với tay đưa thì đã thành công vượt qua đầu xe lửa một cách ngoạn mục, khiến nữ chính đứng tim đến nổi không thở được. Nai lo lắng mà đưa cô ra khỏi xe, sau đó giúp cô bình tĩnh trở lại. Với sự ân cần chăm sóc của chàng trai trước mặt, cảm ơn anh, cô này đáng lý phải để tôi mới đúng. Xin lỗi vì đã giao cô cho cảnh sát lúc đó. Chuyện này lão nương đây không chấp nhé, bởi dù sao cũng là do lão nương đây tự chuốc lấy. Tôi đã nghĩ thông rồi, bây giờ tôi chỉ buồn vì thằng người yêu khốn nạn đã cắm sừng mình, nên bản thân tôi tự nhủ phải cố gắng làm lại và đứng lên. Thế thì cô giải tỏa hết đi. Được, trong gian cố lên. Hay. Cả hai cùng nhau hét lớn khiến nữ chính rất vui vẻ. Hai người cùng nhau tìm một nhà nghỉ gần đó. Đúng là với chiếc còng trên tay thì khó mà ngủ được. Jan lúc này đã mệt nhiều nên ngủ thiếp đi. Đúng là đồ con heo thật, mới đó đã ngủ rồi sao? Chịu cô luôn. Cả hai cùng nhau trải qua cảm giác suốt đêm. Đến chập sáng Jan đã tỉnh. Này dậy đi. Gì thế con heo? Ôm tôi thế à? Lỗi của cô đó. Mà thôi, giờ tôi muốn đi vệ sinh quá. Chết tiệt thật chứ. Đội chiếc khăn vào và cấm nhìn lén lão nương ta đấy. Ai mà thèm chứ. Bất ngờ lại có con rắn từ đâu bò tới cắn lấy nữ chính. Anh nhanh chóng vác cô đi trong cơn đau, cũng may mà đến bệnh viện kịp. Chan lúc này vết thương đã không còn nguy hiểm nữa, nhưng tin anh cõng người trên lưng tối qua đã đưa lên mạng. Thấy tình hình nguy hiểm, anh mau chóng đưa cô về nhà nghỉ lấy đồ sau đó rời đi. Nào ngờ vừa ra khỏi cổng thì đám thuộc hạ của Dia đã đuổi đến. Chúng truy sát đồng thời nà súng vào bọn họ, tạo nên cảnh mèo vờn chuột rất kịch tính. Vào lúc nguy cấp, nam chính đã thể hiện mình là tay đua đẳng cấp, thành công cô xe đánh lạc hướng chạy của kẻ địch. Nhưng chiếc xe lại phản chủ hỏng ngay khi đang chạy.
khiến cả hai phải chạy bộ vào trong rừng. Thấy tình hình có vẻ căng nên Nai đã gọi về cho chú báo tin, ông bảo anh hết sức cẩn thận chú sẽ trả được bọn chúng. Vừa nói xong thì đã bị tên thuộc hạ chĩa súng vào đầu, giờ mày chạy đâu cho thoát. Cô nhanh trí xài lại chiêu cụ để nam chính đá văn hai khẩu súng trên tay rồi cả hai cùng nhau liên thủ đánh cả bọn trọc thương. Tự dưng lại có hai khẩu súng xài, lúc muốn dùng súng bắn đứt còng tay nào ngờ nó thật sự không có đạn. Hù ma dọ khỉ hay sao chứ, nhân cơ hội chiếc xe chở hàng tới hai người mới thành công tẩu thoát khỏi sự truy bắt. Ôi dọa chết lão nương ta mất, tại anh hết đấy, giờ chúng ta nên làm gì, cứ để đó tôi lo, tôi vẫn còn tiền đang giấu ở biên giới, anh cứ theo tôi không để anh phải chết đói đâu. Hơ, với tài sản của cô thế này sao, cũng chưa đủ để tôi đi chơi một bữa đó. Dù sao lãi nương ta cũng có lòng, nếu giờ anh không nhận thì đừng có hối hận đó. Được thôi. Ông chú lúc này đến nói thẳng có cần phải nổ súng bắn thằng bé như thế không, thừa nhận đã liên lạc với nó rồi hả? Phải đấy, nếu còn muốn giết nó thì tôi sẽ không ngồi yên để nó phải gặp nguy hiểm đâu. Nếu cậu làm đồng phạm với kẻ trộm thì tội cũng không nhẹ. Để tôi xem các người làm được thứ gì. Nếu lựa chọn giữa công ty và mạng Nai thì đương nhiên các người biết tôi sẽ làm gì rồi. Thế lực ông chú này là gì, tại sao lại đáng sợ và có tầm uy hiếp hai mẹ con bà ta đến thế? Chúng ta giờ có thêm kẻ địch mới, hắn hãy đợi đó mà xem. Bên này hai người đã bị tài xế xe phát hiện, cha nhanh trí đưa tiền nhờ ông ta đưa mình đến chỗ cần đến. Trên đường nữ chính ngủ mà quên cả mình đang nằm trong lòng ai. Dường như sự tự nhiên đó khiến Nai có chút rung động lạ về người phụ nữ này, trái tim anh cảm thấy ấm áp hơn. Quả nhiên là bà ta dùng mọi thủ đoạn để hạ những kẻ uy hiếp mình. Bà ta sai người chặn xe ông chú, sau đó cho xe tải tông thẳng vào, giảng nên cảnh tai nạn bất ngờ. Khi ông chú chưa rõ sống chết thì bên này cả hai đã được đưa đến làng của Jan. Nhưng anh thấy có vẻ như người con gái bên cạnh mình không muốn cho ai nhìn thấy, mà cái đó lại đến Nai cần có chút đồ ăn lót dạ. Người chủ tập hóa lại là người quen với Jan, cô ngăn cản không cho anh vào đó, bởi cô đang che giấu chuyện không thể để mình bị phát hiện. Ngay lập tức anh phải bắt nữ chính phải nói ra sự thật. Hóa ra từ lúc trước Jan cùng bạn trai khốn kiếp đã lừa tiền dân làng ở đây bằng đầu tư đa cấp, sau đó ôm tiền chạy về Bangkok bỏ mặt những người bị hại. Nghe được những lời đó anh liền kéo cô đi, muốn vào làng tìm người che đứt còng tay rồi đừng ai nấy đi, bởi ở bên cạnh người lừa đảo như cô mới thật sự nguy hiểm. Anh hãy hiểu cho tôi, bởi lúc đó là một tay tên con lừa, tôi chỉ vì yêu anh ta nên tin hắn sẽ dùng tiền đó trả lại cho bọn họ. Cô nghĩ những lời này tôi sẽ tin sao, dù sao cũng phải chặt đứt cái này ra. Lúc có người trong làng chạy xe đến, Nai kéo cô ra nhờ giúp đỡ nhưng bị nữ chính cản lại làm cả hai ngã xuống. Cứ tưởng là kẻ sở khanh định cho ăn gậy, cũng may mà Giang kịp lúc cản. Thôi là tôi đây. Hóa ra là cô à, tốt lắm, cô về rồi tôi vui lắm. Tên này không phải Pon sao, anh ta nói nhưng mà có vẻ muốn nói là cuối cùng tôi cũng bắt được cô rồi. Lên xe đi, tôi đưa hai người về làng. Nhưng Jan nhất quyết không chịu, thôi nói cô không cần phải sợ, bởi việc cô lừa dân làng tất cả mọi người ở đây cũng biết là tên Pon dựng lên. Và chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không nói ai biết đâu, tôi là bạn cô mà. Nghe được những lời đó Jan mới yên tâm mà lên xe trở về làng. Nào ngờ hắn bật loa lớn thông báo cho tất cả biết là trong Jan đã trở về rồi. Hóa ra cảm giác bị lừa lại cũng cay thật. Cái đồ chết tiệt dám nói dối tôi sao. Tất cả bị lừa nhanh chóng chạy ra xem biến lớn. Cảm giác bắt được kẻ lừa đảo khiến người dân rất phấn khích. Đúng rồi, chính là Trong Jan kìa. Cô sợ đến mức dần anh cũng chạy nhưng một mẻ lưới cả hai bị tóm gọn. Lúc mọi người quây muốn đánh bất ngờ có chị em tốt chạy đến. Nếu còn đụng đến Jan thì đừng trách tôi. Dân làng ở đây căm ghét cô cũng có lý do, bởi chuyện đó mà nhà cửa đều bị chủ nợ đến xiết. Tôi đã gây nên chuyện lớn vậy sao? Tôi xin lỗi mọi người, chuyện đó thật sự tôi cũng bị gạt. Dân làng dễ gì bỏ qua, ngay lập tức thiếu gia đứng ra che chở. Các người hãy bình tĩnh lại, tôi sẽ bồi thường lại thiệt hại đó cho tất cả. Chuyện này với cô ấy cũng phải là chủ đích. Cô ấy đã bị trả giá rồi, bởi Jan vừa mới ra tù vì tội lừa đảo. Bây giờ Jan trở về để lấy tiền trả lại cho tất cả mọi người. Nữ chính liền nói nhỏ, chết tôi mất, ở đây chỉ có 50 bạt thôi mà tôi nợ bọn họ đến 500 bạt. Hả, nợ 500 mà chỉ vì 50 bạt mà trở về đây sao? Nhưng dù sao cũng phải giải quyết, cũng may mà dân làng chấp nhận cho cô trả chậm. Giao sau khi cắm sừng Nai xong cũng không một ngày yên ổn với mẹ chồng A Nong. Bà phát hiện sự thật bởi lúc trong phòng thay đồ bà quay được cảnh hai người hôn nhau trước khi Nai đánh cắp sợi dây. Người phụ nữ như cô sẽ không sống yên với tôi đâu. Bây giờ chiếc vòng tay đã được tháo ra nhưng cả hai đều thấy không quen. Dân làng đến trước cửa vui đến mức hát hò cả đêm vì trong gian đã trở về. Nai ra hỏi có chỗ sạc điện thoại không. Thật không may là nơi này đến sóng cũng không có lấy chi mà sạc. Lúc thất vọng quay vào trong thì thấy một thiếu nữ rất xinh đẹp từ phòng bước ra. Cảm giác gì thế này? Jan đưa đồ bảo anh hãy đi tắm đi, còn phải nghỉ ngơi. Cảm giác được người phụ nữ chăm sóc quả thật hạnh phúc. Lúc tắm ra đã có người thả mùn cho. Lúc đối mặt nhau dường như không khí trở nên lãng mạn. Này anh, chắc có lẽ chúng ta phải chia tay ở đây. Cô còn chưa đưa tôi đến nơi an toàn đấy. Jan rất vui, cảm ơn anh. Cũng may mà anh cho tôi vào tù, tôi mới nhận ra được là không nên lừa đảo bất kỳ ai. Tôi hứa đấy, nếu tôi không có việc làm hãy nhận lão nương này đấy. Đừng có mê nhé. Đến cả cái mùn cũng góc vui rơi xuống. Một lần nữa cả hai lại đối mặt với nhau khiến trái tim trở nên rung động. Hình như đã yêu thật rồi sao? Đến sáng hôm sau Nai rời đi nhưng nữ chính chỉ biết dõi theo sau dù trong lòng rất buồn bã.
Cùng lúc này ở nhà tên kia đã thấy đoạn clip của bọn họ, sao biết đây là cô gái đã bị Nai từng tống vào tù. Hắn liền cho người điều tra thì biết Pon và cô ta từng quan hệ với nhau. Hắn đến thẳng nhà điều tra thì biết được nơi ở của Giang cạnh biên giới. Hắn liền sai người đến tìm kiếm cho dù là cơ hội duy nhất có thể. Nữ chính lúc này số nhọ, số tiền mà cô cất giấu lúc trước để trả cho dân làng lại không còn nữa. Thế này là sao đây? Cô lừa chúng tôi nữa à Gian? Các người đợi đã, nghe tôi nói đi. Gian liền xô ngã cả bọn rồi mau chóng tẩu thoát vào rừng. Nào ngờ lại gặp tên Sở Khanh Phu Pha lúc trước. Đương nhiên hắn ta cũng là nạn nhân trong vụ lừa đảo. Với cơ hội này để xem cô chạy được đi đâu. Thả lão nương tôi ra, nếu tôi ra được thì sẽ không tha cho các người. Còn dám nói sao? Nam chính vì lo lắng cho Gian mà trở về làng. Cùng lúc cả dân làng cùng lên một chiếc xe đuổi theo. Trong Gian bị tên Phu Pha bắt đi rồi. Nghe vậy Nai liền đuổi theo với tay đua lái ngựa tốc độ 500 km/h. Nhưng Gian thì đã bị hắn đưa vào khách sạn. Lần đó tôi không có cơ hội chứ lần này sẽ khác. Hắn cưỡng hiếp nhưng thật không may nữ chính tỉnh dậy cắn lấy hắn ta rồi tần thêm vài cái sau đó mở cửa chạy ra ngoài. Nhưng làm sao có thể chạy thoát bởi bên ngoài còn vài tên thuộc hạ. Con khốn này chạy đi đâu thoát khỏi tao. Lúc sắp gặp nguy hiểm thì Nai kịp lúc đuổi đến. Mày là thằng cờ hó nào dẫn xác đến đây? Bố mày không nói nhiều bỏ Gian ra. Bỗng dưng cả xe dân làng ồ à kéo đến. Thằng khốn nạn, tại sao đánh Gian như thế? Thả cô ấy ra chứ không mày sẽ thành cây quay ngay. Đúng ngốc các người lại cứu kẻ lừa đảo sao? Nếu các người dám đụng tới tôi thì tất nhiên nhà cửa các người sẽ bị tịch thu ngay. Hóa ra nhà mày là chủ nợ đã cho vay với lãi cắt cổ sao? Đúng thì sao? Có nhiều thằng như mày bị thiếu gia đây cho xanh cỏ rồi đấy. Mày dám sao? Có gì mà tôi không dám chứ. Nhưng tên bẩn như mày thì không đáng để ông đây ra tay. Mày muốn đấu với tao sao? À chiếc xe kia mày có muốn đấu không? Nếu thắng tao thì Gian sẽ thuộc về mày. Được thôi để thiếu gia ta cho mày biết nhưng với điều kiện là toàn bộ khoản nợ của dân làng đây. Nếu thua thì chiếc đồng hồ trị giá 2 triệu sẽ thuộc về mày. Đương nhiên là hắn sẽ đồng ý ngay. Như đã nói hắn về lấy toàn bộ hợp đồng nợ của dân làng muốn giải quyết hết một lần tại đây. Hắn ta rất bỉ ổi anh hãy cẩn thận nhé. Nghe được những lời đó Nai càng tự tin hơn. Giờ thì cuộc đua bắt đầu diễn ra. Với đường đua này thì hắn rất đắc ý. Cả hai cùng nhau tăng tốc tuy nhiên hắn sẽ không để Nai vượt qua mặt. Nam chính cũng không phải dạng vừa anh tăng tốc vượt hắn một cách ngoạn mục. Qua đến khúc cua nguy hiểm cũng may mà Gian ra hiệu để Nai chú ý đến điểm tử thần bởi hắn muốn ép Nai rơi xuống vực. Nhưng làm sao Nam chính cho hắn có cơ hội đến phút cuối bằng đường cua hoàn hảo Nai đã vượt mặt về đích. Gian vui đến nổi mà ôm lấy anh. Chúng ta thật sự thắng rồi Nai anh giỏi quá. Mày dám chơi khăm tao sao? Hãy chấp nhận sự thật đi thằng khốn. Hắn không chịu được mà rút súng ra uy hiếp đương nhiên lợi ích dân làng thì sao để hắn ức hiếp được. Thằng cờ hó mày cứ thử mà vào xem. Và đoạn camera trên xe Nai ghi lại thủ đoạn hắn ta trên đường đua. Giờ mày đã bị nắm thóp nếu nó công bố cho cảnh sát thì chắc chắn mày sẽ trả giá đấy. Bỗng dưng nam chính trở thành người hùng đã trả lại tự do cho tất cả. Giờ đến lúc tạm biệt nhau, anh đi thật sao? Tôi có thứ muốn cho cô đây. Anh đưa Gian sấp tiền cho đó là lộ phí. Anh nghĩ lão nương ta cần tiền à? Thầm nghĩ điều tôi muốn là anh hãy đưa tôi đi đấy. Nhưng Nai quả thật không hiểu ý nếu thế thì tôi phải về Bangkok đây. Cái tên khốn này nói đi là đi sao? Tôi chưa bỏ qua chuyện anh tống tôi vào tù đâu. Nếu đi thì hãy để lại liên lạc để lão nương ta đây lúc nào cần gọi anh tính sổ. Đúng là cảm giác này là mình thích anh ta thật rồi sao? Lúc này chú Sác Đa đã được đưa vào viện. Thấy đây là cơ hội bà ta liền cho mở cuộc họp công ty thông báo có liên quan đến ông ta tham ô để loại chú ra khỏi công ty sau đó trực hử luôn. Nào ngờ anh đã tĩnh và biết hết mọi chuyện bà ta muốn làm với mình. Đến khi mở phiên họp cấp nào ngờ chưa xong thì cảnh sát lại đến, bắt bà ta vì tội vu khống Sác Đa tham ô tài sản công ty. Có chết bà cũng không biết rằng anh ta đã tĩnh sau vụ tai nạn. Nhưng tình hình bên Nai không ổn, tên Phu Pha cay cú cho người mai phục giữa đường. Hắn bắn anh ta trọng thương sau đó lôi đến vách núi. Mày xem còn đường nào thoát không thằng khốn. Hắn thẳng chân đạp Nai rơi xuống vực sâu, còn sai người thủ tiêu chiếc xe để xóa sạch chứng cứ. Đến tối, tình cờ người dân đi săn thú trong rừng bất ngờ thấy chiếc xe của Nai. Anh lúc này bị dính lên ngọn cây vẫn chưa rõ sống chết. Cậu bạn mau chóng về báo tin cho Gian biết chiếc xe Nai đang ở trong rừng. Nữ chính lục chiếc dây chuyền vẫn còn đây. Cô biết chắc chắn anh ta đang gặp nạn. Dân làng lần theo vết máu biết nam chính đã rơi xuống vực. Nai vẫn chưa chết sau cú ngã. Anh rơi xuống cây sau đó bỏ đi. Đúng là may mắn lại mỉm cười với anh ta. Trời lúc này đổ mưa lớn, Gian cùng mọi người đã đi tìm nơi nam chính rơi xuống. Vào lúc sắp kiệt sức Gian đã phát hiện chạy đến. Nai à anh đừng chết nhé. Anh ta thành công được dân làng cứu đưa về bệnh viện. Cũng may mà kịp thời chứ nếu bệnh nhân mất máu nữa sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. An Nong lúc này sau vụ thẩm vấn từ phía cảnh sát, về đến nhà Sác Đa gọi đến uy hiếp sẽ cho bà ta một bài học. Mụ ta tức điên lên mà đạp phá đồ. Cô con dâu thấy thế vào nói đã phát hiện ra chỗ Nai đang ở. Bà ta ngay lập tức sai người đến bắt. Cũng may lúc này Nai đã tỉnh dậy. Gian bước vào nói cái tên chết tiệt này, biết anh sắp dọa chết lão nương ta rồi không? Xin lỗi cô, tôi nghĩ người như cô sẽ không quan tâm đến người khác chứ. Đúng lúc này, chính sợi dây chuyền này đã cứu sống anh đấy. Tôi không thể chết được bởi vì có cô đấy. Nghe được những lời đó Gian vô cùng hạnh phúc, anh mà cũng biết nói những lời đó sao. Nhưng dù sao tôi cũng vui lắm, bỏ qua cho anh lần này đấy có biết không?
Ông bố Phu Pha lúc này tức giận, cái thằng bất hiếu mày xem đã làm nên chuyện gì hả? Tao không đem chữ dưỡng mày để mày lại ngu xuẩn đến thế, giờ cấm mày đi gây chuyện, lôi nó đi. Đương nhiên là sẽ cho người dạy dỗ hắn ta một bài học, dù là con trai nhưng ông ta cũng không thể bỏ qua. Lúc này đám thuộc hạ của bà A Nong đã đến, vừa hay Giang cùng hai người bạn đã trở về làng. Hắn đến và hỏi đã từng gặp người này hay chưa, đương nhiên là cô bạn nhanh trí nói người này tôi không quen. Thế trong gian thì sao? Hạ anh cũng quen cô ta sao? Kẻ lừa đảo đó nếu anh thấy thì báo cảnh sát bắt ngay cho tôi. Thấy không moi được thông tin gì bọn chúng liền bỏ đi. Có vẻ tình hình này chắc họ vẫn chưa bỏ cuộc. Nam chính mượn điện thoại liên lạc với chú Sát Đa, nói rằng tình hình mình đã ổn đồng thời đang nằm tại bệnh viện biên giới. Chú ngay lập tức gọi cho thuộc hạ đến nơi đón cậu chủ về. Nào ngờ bị Giao nghe thấy hết. Ả ta mau chóng gọi về báo tin cho Điêu biết để sai người đến để bắt anh ta. Đồng bọn lúc này đã chuẩn bị súng, nếu có xảy ra sơ suất gì thì xử luôn. Tình cờ nam chính mở cửa ra thấy bọn chúng đã hỏi y tá nên biết phòng bệnh của Nai ở đâu. Chúng muốn đột nhập vào bắt ngay, nào ngờ bên trong không có ai. Cùng lúc này Gian đã tới, cô hét lớn rồi chạy đi, đương nhiên là hắn sẽ đuổi theo vì lúc này cô ấy là quan trọng nhất đối với chúng. Nam chính cũng đang cố gắng tẩu thoát, bất ngờ nữ chính được anh nắm tay kéo vào trong. Tên thuộc hạ làm sao để hai người bọn họ dễ dàng trốn thoát. Nai hỏi tại sao bọn họ lại biết mà đuổi đến đây. Anh hỏi vậy làm sao tôi biết, nơi đây không an toàn nữa, hãy mau chóng rời khỏi đây. Vừa muốn chạy đi nơi khác nào ngờ từ chui đầu ra chỗ chết, hai người nhanh chóng chạy ra chiếc xe người lạ thành công chạy thoát. Nào ngờ hai người trên xe là tên sát thủ, khi phát hiện ra thì đã muộn, chúng chở hai người đi mà không nói lời nào. Hóa ra bọn họ chính là người của ông chủ thép, cha đẻ của Phu Pha. Đương nhiên chuyện này gây ra làm sao ông ta có thể bỏ qua, vì hắn sợ nếu nam chính an toàn sẽ báo cảnh sát bắt con trai ông ta. Xử nó đi cho tao, nữ chính liền đứng ra che chắn, nếu muốn giết thì giết tôi đi, xin các người hãy tha cho anh ấy. Nếu muốn chết thì tao sẽ cho mày chết thay hắn. Vào lúc nguy cấp, một chiếc xe lao tới, Nai nhanh tay cướp lấy súng bắn trọng thương ông ta. Sau đó cả bọn lên xe chạy thoát làm hắn vô cùng cay cú. Lúc này hai người bạn của Gian chào tạm biệt, hai người có thể rời xa nơi này để đến chỗ an toàn ẩn nấp. Chưa bao giờ có người phụ nữ nào lúc anh gặp nạn nhất lại dùng cả tính mạng che chở cho mình. Xem ra tôi đã nghĩ khác về cô rồi. Cảm ơn nhiều, không giúp anh thì lão nương ta có thể giúp ai được. Thế này là hỏi nhau nhé. Sau đó hai người cùng nhau trở về nhà nữ chính lúc nhỏ. Nơi này an toàn lắm, anh cứ yên tâm mà dưỡng thương đi. Được thôi, có cô thì tôi có thể yên tâm rồi. Nhưng ông thép lúc này có vẻ không ổn, hắn đã bị bắn bể đầu gối, có thể bị tàn phế, đúng là nghiệp quật khiến cậu con trai tức đến trợn tròn con mắt. Bây giờ thuộc hạ của Sát Đa đã đến, nhưng tình hình có vẻ không ổn liền báo về ngay cho chú biết là tay sai của Đia đã đến đây. Nai lúc này dường như đã yêu người con gái này rồi, lúc lấy đồ cho anh ăn nhưng không thể nào rời mắt khỏi Gian, khiến cô có vẻ ngại ngại mà lấy cớ đi lấy nước cho anh tắm. Hay để tôi giúp cô? Không cần đâu, chuyện này tôi làm được, nhưng múc kiểu sao lại ngã xuống nước. Nam chính cũng nhảy xuống theo, cả cùng nhau tắm. Nai không kiềm chế được mà hôn lấy cô, trái tim cả hai dường như đập lộn nhịp, cảnh tượng cực kỳ lãng mạn. Giao đã đến tìm chú Sát Đa, bên ngoài là muốn đoán chú, về mặt khác lại muốn moi thông tin từ ông. Nhưng Sát Đa đã biết mọi việc là do cô ta tiết lộ cho Nia, lợi dụng điều đó ông tiết lộ luôn sự thật về sợi dây chuyền mà mụ A Nong tặng cho cô lúc đám cưới. Thật ra là để che mắt thiên hạ, sau đó sẽ bán nó đi, đồng thời đưa Giao làm vật thế thân. Đương nhiên cô ta cũng có thủ đoạn, như A Nong có thể làm bất cứ gì khi có cơ hội. Bên này Sian và Nai đang nói chuyện, bỗng dưng anh lại lên cơn sốt, không còn cách nào khác cô phải ôm anh ngủ cho đến sáng, như thế làm cơn sốt sẽ qua nhanh chóng hơn. Đến sáng cái tội mê trai vẫn không bỏ. Tỉnh rồi sao? Mày có lão nương ta chứ không, tối qua anh chết rồi đó. Nhưng cơn sốt vẫn chưa khỏi hẳn, anh nằm li bì cho đến tối. Đầu Nai đã lên cơn mê sản, anh giật mình tỉnh dậy mà lo sợ ôm lấy cô vào lòng. Này giống trẻ con quá vậy, yên tâm có tôi ở đây sẽ không ai có thể đụng tới anh được đâu. Cảm ơn em, nhưng mà Gian à, dường như tôi yêu cô rồi. Dù là trong giấc mơ nhưng tôi thấy cô gặp nạn, trái tim tôi như vỡ nát. Đồ ngốc, anh là đại thiếu gia, tôi chỉ là kẻ mới ra tù, làm sao có thể vốn dĩ hai chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Em không cần lo, bởi chuyện này anh có thể quyết định được. Là thật sao? Cả hai cùng nhau lọt vào lưới tình, đương nhiên sẽ có cảnh nóng trong túp lều tranh. Gia đình mụ ta bắt đầu xảy ra lục đục, mới vừa về Giao đã có vẻ mặt vô cùng không ưa gì, bà ta liền nói mình không muốn ăn cơm, chỉ muốn dần chồng lên giường chung. Nhưng bà ta ngăn cản, nói không muốn phải ăn cơm một mình và bắt Bia vào thế khó phải chọn một trong hai. Quyết định của chồng khiến cô ta tức ói máu. Được thôi, để tôi có thể làm gì bà, đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ nội bộ đánh lẫn nhau. Tên thuộc hạ khi biết được cô bạn Bu Tong biết chỗ ở của Nai, hắn đã bắt người nhà để uy hiếp. Cô biết mình cần làm gì rồi chứ, nhưng đâu biết hai người đã trải qua một đêm tình tứ bên nhau. Anh chưa từng nghĩ có người vợ xinh như này. Vết thương của anh như thế nào rồi? Có liều thuốc như thế này anh khỏe nhiều. Thế thì tôi không cần phải chăm sóc anh nữa đúng không? Nhưng cả hai đều không biết tai họa sắp ập đến đầu mình. Hắn bắt cô bạn ép phải đi đến nơi ở của bọn họ, rồi bảo hãy vào trong dẫn dụ bọn chúng ra đây. Cô bạn liền vào, vừa nói vừa ra ám hiệu Chi Lan biết có kẻ địch đang nấp.
Lúc này, Chan nhanh trí đã biết được sắp gặp nguy hiểm nên đã vào trong lên kế hoạch với Nai để ứng phó. Sau đó cô ra liền đánh lạc hướng rồi kéo cô bạn chạy vào rừng. Đương nhiên là bọn chúng sẽ đuổi theo sau. Nai nhanh chóng chạy ra xe hết ga hết số chạy đi. Bọn chúng thấy thế quay lại đuổi theo sau. Bỗng dưng bọn chúng thấy xe anh ta dừng lại bên đường. Hắn xuống xe nào ngờ bị Nai đánh úp. Thằng cờ hó mày, ông mày cay lắm rồi đó. Vừa hay đia gọi đến bão xử được nó chưa? Chưa, nhưng tôi cũng muốn quay về tính sổ với anh đây. Hắn đang rất lo lắng nên đã nói với mẹ rằng Nai muốn thỏa hiệp với công ty. Đương nhiên bà ta thì sao có thể tin được là cậu ta có thể làm vậy. Cô con dâu bước vào không kể nể ai và nói Nai không thích kẻ nói dối đâu. Cô chưa quên chuyện mình bị lừa thế nào sao? Chuyện gì thế? Nếu vậy thì cho đia biết luôn đi. Khiến bà ta rất cay cú mà đưa đoạn clip cho con trai xem. Hắn có chết cũng không nghĩ người con gái mình yêu đã phản bội, muốn tự tay mình phải giết chết Nai ngay lập tức. Điều không may lúc này Gian cùng cô bạn gặp chúng ngay tên Phu Pha. Hắn hận vì đã làm cho bố hắn không thể đi lại được bình thường. Hắn đánh vào bắt nữ chính lên xe để làm con mồi dẫn dụ Nai đến rồi giết luôn một thể. Nào ngờ thuộc hạ chú Sát Đa đã đến và Nai cũng đã trở lại. Khi biết được Gian bị bắt, anh liền lên xe hết ga hết số đuổi theo sau. Lúc chặn được xe hắn ta nào ngờ nhân lúc ngay trước vực hắn tung thẳng khiến cả xe và người rơi xuống dưới. Thấy thế hắn mau chóng tẩu thoát, còn mình nữ chính ngồi khóc. Cú rơi mạnh khiến nam chính chấn thương đầu, cứu thương mau chóng đưa anh ấy đến bệnh viện. Hãy tỉnh dậy, đừng để lão nương ta phải mình, hãy cứu anh ấy với. Bây giờ là lúc Gian buồn và lo lắng nhất, cô khóc đến nỗi không còn nghĩ được gì thêm. Tình trạng chuẩn đoán lúc này là quá nặng, có thể bị liệt toàn thân nếu anh ta có phép màu nào đó mới cứu được Nai thôi. Cậu ấy cần phải mổ sớm. Nghe vậy nữ chính càng lo sợ hơn. Chú Sa Đa lúc này đã đến, ông đưa cô số tiền như lời đã hứa, nhưng Gian bây giờ cần gì tiền đó, chỉ cần mạng sống của Nai. Nếu anh ta có thể tỉnh được thì cháu đã rất vui rồi. Lúc này Phu Pha rất lo sợ bởi cảnh sát đã vào cuộc, sớm muộn gì hắn cũng bị bắt ở tù nên đã cho thuộc hạ mang tiền rồi bỏ trốn khỏi đây. Tạm thời Nai đã qua cơn nguy kịch, nhưng có thể gây ra biến chứng bất ngờ. Bác sĩ bảo hãy chuẩn bị tâm lý cho mọi trường hợp xảy ra. Khi thấy hành động của Gian, chú cảm nhận được có cảm giác lạ từ cả hai. Sau đó Giao cũng đã đến, biết được Nai còn sống cô ta cũng rất vui. Đã muộn rồi Giao, cô đã không còn sự lựa chọn nữa đâu, bởi cậu ấy đã chọn người phụ nữ khác ngoài cô rồi. Giờ tôi chỉ cần cô giúp cậu ấy một chuyện là đứng ra làm chứng cho vụ Anong và đưa âm mưu ám sát Nai. Không ngờ cô ta lập tức đồng ý, nhưng đâu biết chú Sát Đa có âm mưu khác. Nhưng Anong còn chơi con bài hiểm hơn, cho người đến với dân làng phỏng vấn, nói rằng Gian từng bị Nai tống vào tù vì tội lừa đảo nhưng giờ rất vui mừng vì bọn họ yêu nhau. Tin tức được lan truyền rộng rãi trên truyền thông, điều đó khiến nữ chính nhận được nhiều chỉ trích từ nhà báo. Thuộc hạ mau chóng giải quay sau đó đưa Gian về công ty gặp ông chú. Ông nói nơi này chính là tâm huyết của gia đình Nai gầy dựng và nó đặt uy tín lên hàng đầu. Uy tín hơn là lãnh đạo cấp cao như Nai, sẽ không cho phép có tin xấu nào làm ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của cậu ấy. Ông cần cô phải mở hộp báo nói mình và Nai không hẹn hò, để tạo lại uy tín cho Nai để lấy được quyền điều hành công ty, sau đó chuyện hai người ông sẽ nghĩ cách tiếp. Bây giờ đến buổi họp báo, đương nhiên người như Gian làm sao không hồi hộp trước ống kính, nhưng vì Nai cô sẽ đủ khôn khéo để trả lời đám phóng viên mọi thứ mà không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Nai. Nhưng bà ta sẽ làm mọi thứ trước báo chí để Nai không thể bước vào vị trí ghế chủ tịch này được, bằng cách quay lại cảnh nam chính thừa nhận hai người có quan hệ yêu nhau. Giờ thì nam chính đã tỉnh, cả Nai cũng biết mình đã bị gài bẫy và Gian đang bị phóng viên chĩa mũi vào mình. Nhưng Gian biết rõ nếu thừa nhận lúc này Nai sẽ gặp trở ngại rất lớn. Cô ngay lập tức khôn khéo trả lời rằng đó chỉ là từ một phía với Nai, còn riêng bản thân không hề có cảm xúc với anh ta. Bởi ai có thể yêu một người từng tống mình vào tù được hả? Câu trả lời khiến nam chính có vẻ đau lòng, nhưng vào hoàn cảnh này buộc phải như vậy. Chú liền kéo Gian ra khỏi phỏng vấn, đồng thời nhắc nhở cô phải cắt đứt mối quan hệ với Nai, bởi hai người là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nếu hai người còn gặp nhau sẽ khiến bà ta có cơ hội lật đổ Nai, khiến mọi thứ trở nên rắc rối. Sau khi suy nghĩ thật lâu, Gian quyết định ra đi và khiến Nai sẽ thật sự quên mình. Và rồi diễn biến bộ phim ra sao? Liệu rằng anh ta có vượt qua sự thật để chấp nhận chia tay nhau hay không? Mời các bạn xem hết những phần tiếp theo nhé! Ngay sau đó, Sát Đa trở về bệnh viện gặp Nai, có cả Giao ở đó. Gian đâu sao không về với chú? Cô ta cầm tiền chú và rời đi rồi. Hả? Cô ta đòi chú 5 triệu để rời khỏi cuộc đời con. Gian không tốt như con nghĩ đâu, đến với con chỉ vì tài sản này thôi. Nhưng nam chính dễ gì tin lời chú nói muốn được gặp Gian để hỏi ra lẽ. Không còn cách nào khác, buộc chú phải tải đoạn clip trên xe lúc hai người đang nói chuyện cho Nai nghe. Dù chú thấy đáng thương nhưng với việc này buộc phải nhẫn tâm làm vậy. Ngược lại nam chính vô cùng đau buồn không tin đó là sự thật. Đương nhiên nữ chính cũng không kém. Tạm biệt anh, mọi chuyện đều là do tôi chốt lấy rồi rời đi. Đến sáng hôm sau, chú Sát Đa cho người bắt hai tên thuộc hạ đã luôn theo hàm hại Nai đến trước nhà của bà Anong. Hai người còn di chối không khi hai thằng có hó này thú nhận đã cố ý ám sát Nai, đồng thời đã cố ý giết tôi ngày hôm đó. Giao cũng ra mặt làm chứng phản bội lại bà ta. Với tội danh này bà biết phải làm gì rồi đấy. Hai mẹ con bà hãy từ chức để kết thúc mọi chuyện tại đây, bằng không hai người sẽ biết hậu quả của mình là gì rồi đấy. Đừng nghĩ rằng thế này mà dọa được tôi. Bà chờ đó xem, sĩ quan cấp cao mà bà quen biết sao, họ không ngu mà đổi vàng lấy ngói đâu. Chắc chắn giờ họ đang đến bắt bà vào tù đó.
nếu không quyết định thì chuẩn bị vào tù ngồi đi. Không còn cách nào khác, bà ta chấp nhận đồng ý. Nhưng không rút khỏi hội đồng quản trị, đúng là chú đã chơi một đòn hiểm, nhưng bà ta đâu thể nào bỏ qua chuyện đó được. Thề rằng một ngày nào đó có cơ hội sẽ trả đũa lại ông ta. Đến bây giờ vẫn chưa biết ý định của chú Sát Đa là gì, thế lực và âm mưu ông ta như thế nào đến giờ chúng ta vẫn chưa biết. Lúc này nữ chính đã phát hiện ra Phu Pha đang theo dõi mình. Hai người đã lên kế hoạch tóm gọn hắn ta. Đúng như dự tính, hắn và thủ tiêu Jan nhưng không may bị tóm gọn. Gia đình Dia cũng không khám phá là bao khi cô vợ muốn ra đi và bắt hắn ta ký đơn ly dị. Đương nhiên là hắn không dễ gì đồng ý. Cô muốn đi thì đi. Có vẻ cả hai không hề hạnh phúc. Đúng là hắn cõng rắn cắn gà nhà. Cướp vợ em trai thì hậu quả sẽ nhận là quá đau. Sau khi nhận được tiền, Jan một ngày làm ăn chân chính, có cho mình một cửa hàng ngon lành cành đào. Bây giờ nam chính đã khỏe hoàn toàn, anh đã về lại ngôi làng để tìm kiếm Jan. Nhưng Thoi không hề tiết lộ một chút manh mối nào cho anh ta, bởi mọi chuyện Jan đã nói hết cho Thoi. Đương nhiên với thiếu gia là người cực kỳ thông minh, chỉ nhìn thôi đủ biết Thoi đang che giấu sự thật. Xem ra lần này nam chính không thật sự may mắn, đành phải trở về nhà. Bởi vì nếu Jan mà thiết kế nên những mẫu trang sức hy vọng về tình yêu, tất nhiên là Anong sẽ không đồng ý. Cậu muốn đưa người phụ nữ không đáng giá vào để nói lên ý nghĩa trang sức mình sao? Những lời đó làm ai không kiềm chế được bản thân mình mà ném thẳng trước điều khiển vào bà ta. Điên liền đứng lên nói, nếu chức vụ chủ tịch nằm trong tay tên này, các vị biết nó sẽ như thế nào rồi. Đương nhiên là bị ăn đấm ngay. Chú Sát Đa không thể ngăn cản được, ngay lập tức hội đồng cấp cao bị xáo trộn. Thằng khốn, mày coi người phụ nữ hơn công ty bố mày sao? Chắc chắn nam chính sẽ bị trở ngại rất nhiều trong việc nắm quyền lực công ty. Hóa ra đây là nước cờ của bà ta, muốn khuấy động đến cảm xúc của Nai khiến anh ta mất kiểm soát. Đương nhiên nam chính sẽ nhận được những lời không đồng tình và chỉ trích từ chú Sát Đa. Nhưng anh ta muốn lúc này là Jan, không còn nghĩ ngợi gì đến công việc khiến chú vô cùng thất vọng. Nhưng dù sao phải cố gắng thuyết phục, nếu giờ này từ bỏ sẽ là đúng như ý đồ của Anong. Và rồi chàng trai mới rất đẹp trai lại xuất hiện, là một người trong giới giải trí đương nhiên miệng cũng rất dẻo, đến với tiệm nữ chính mua đồ, đồng thời nhờ cô chọn cho mình một chiếc phù hợp. Mới gặp người phụ nữ trước mắt dường như anh ta đã ấn tượng rồi còn quên cả tiền thừa. Ngay sau khi anh ta đang hướng dẫn du lịch bỗng dưng có người đuối nước, anh ta nhanh chân nhảy xuống cứu, nào ngờ bơi kiểu gì tay đầu vào thuyền dẫn đến chón. Không có khả năng bơi lúc nguy hiểm nhất, chính nữ chính kịp thời bơi đến cứu. Cũng may mà tiền thừa lại cứu mạng anh ta. Sau lần tạm biệt, đương nhiên với ơn cứu mạng chắc chắn anh ta sẽ quay trở lại. Và lần này đã có chủ đích, vô tình anh ta chụp luôn cô chủ tiệm trang sức lưu niệm, sau đó đăng lên Instagram mình. Tin tức người nổi tiếng sẽ truyền đi vô cùng nhanh chóng. Anh ta đồng ý sẽ là người trung gian bán hàng cho Jan mà không cần lấy lợi nhuận. Với sự dễ thương đó, Yê thành công tiếp cận làm quen được Jan. Đương nhiên cảm giác lúc này nữ chính cũng hiểu rất rõ rằng anh đã có tình ý với mình. Nhưng điều đó không sao, khi mà cô ngày càng ra được rất nhiều đơn hàng. Sợi dây đeo trở thành trào lưu đáng nói đến trên mạng xã hội, bởi người giới thiệu là diễn viên trẻ tuổi rất nổi tiếng. Khi xem qua phỏng vấn, sau này ra ý định để Nai khắc phục lại được tình trạng của anh ta lúc này. Ngay lập tức chú cho 10 người đang rất sốt trên mạng đó chính là Yê. Chính anh ta sẽ tạo ra mẫu thiết kế mới để tập đoàn Kim Cương có thể được khắc phục được doanh số tốt hơn. Nhưng anh ta nói thẳng, tất cả những thiết kế trên mạng không phải là do anh làm mà do người ẩn danh. Đương nhiên nếu như vậy thì Nai không thể chấp nhận, mặc cho sự ngăn cản của chú, nhưng nam chính đã rời đi. Nào ngờ vào trong anh xem Instagram lại thấy ảnh mờ giống như Jan. Ngay lập tức anh chạy ra tìm ngay người mà nam chính mới gửi về. Gọi điện thì đương nhiên Yêu có cái giá của họ. Nai liền lái xe đuổi theo mà không cần cả liêm sĩ. Tôi có thể thương lượng được không? Bởi tôi rất thiện cảm với thiết kế của món hàng anh đang bán. Tôi sẽ gặp nhà thiết kế rồi sẽ ký hợp đồng với anh. Anh nghĩ tôi sẽ cung cấp sao? Bởi tôi đang tìm người này. Nếu chỉ có vậy thì tôi xin phép. Tò mò với Jan và Nai, anh ta xem lại tin tức thấy lịch sử không hề đẹp với hai người. Đương nhiên dù có ít manh mối, Nai cũng chớp lấy cơ hội. Nam chính liền theo dõi anh ta. Nữ chính nếu đã trốn thì sẽ trốn rất xa, bên kia đảo Lan. Nam chính liền đuổi theo, với sự tinh ý Nai hỏi thăm sau đó bám theo sau. Đương nhiên cũng không dễ mà tìm được, nhưng cũng sớm hay muộn nữa thôi hai trái tim sẽ phải gặp lại nhau. Và điều đó đã đến, bởi anh chờ thì em mua sữa rất lâu rồi. Không thoát khỏi anh đâu, anh đã ở đây cả buổi rồi. Nhưng cô lập tức bỏ chạy, đương nhiên làm sao để Jan có thể thoát khỏi tay mình lần nữa. Tại sao lại trốn chạy khỏi anh? Là bọn họ ép em phải rời xa anh đúng không? Anh đã biết hết rồi đấy, giữa tôi và anh không thể xảy ra chuyện yêu đương được. Hay chấm dứt tại đây đi, tôi không muốn bị làm phiền nữa. Em nói dối, rõ ràng là vẫn còn yêu anh, nhưng bởi vì sợ quá khứ của em sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Bây giờ thế nào đi chăng nữa em cũng không thoát nổi anh đâu. Sau đó đã xảy ra cảnh vô cùng lãng mạn khiến ai cũng muốn chứng kiến, bởi vì cảm xúc nữ chính đã yêu anh rất nhiều. Nhưng Jan không thể nào làm vậy thì Yê tiến tới nói thả người yêu tôi ra. Nhân cơ hội nữ chính nói đúng đấy, không thể ngờ anh lại si tình đến thế. Nhẫn tâm bỏ Nai một mình rồi kéo Yê rời đi. Nai chỉ biết ngậm ngùi trở về, biết rằng anh ta vẫn không bỏ cuộc. Nhưng với tình hình công ty lúc này đang rơi vào thế ứ hàng, bởi sản phẩm nam chính thiết kế lúc này không thu hút được khách hàng. Yê khi nhận được lời đề nghị từ chú Sát Đa để hợp tác thiết kế, anh chia sẻ cho Jan biết tình hình của Nai như thế nào. Khi cô về xem thông tin, cô quyết định gọi cho Yê đồng ý với điều kiện để giúp đỡ Nai lần này.
Đương nhiên là nghe tin đó Nai rất vui bởi anh biết chắc chắn người đó chính là người mình yêu. Bây giờ thì Dia đã dấn thân vào cờ bạc, chú Sắc Đa đã biết vào sòng bạc này chính là một tay cổ phần của ông ấy. Nếu một khi mà nợ thì sẽ bán cổ phần công ty Kim Cương thôi. Jan sau khi đã quyết định cùng Ia trở về Bangkok sống trong ngôi nhà của anh ta, điều này làm anh ta rất thích thú. Từ giờ có thể được thấy cô mỗi ngày rồi, dù sao cũng cảm ơn anh. Sau khi xong việc tôi cũng sẽ tìm nơi ở mới. Chú Sắc Đa khi đến công ty bỗng dưng thấy thái độ làm việc của Nai ngay cả ông cũng thấy bất ngờ, đương nhiên với chú đó là tín hiệu tốt. Lúc về nhà Nai đã cho người điều tra ra được lúc anh ta rơi từ núi xuống thì Bu Tong đã bị thương nặng nên Jan đã chấp nhận lấy tiền chú Sắc Đa để chữa trị cho bạn mình. Đến buổi họp ký kết hợp tác đã đến, ngay cả chú Sắc Đa cũng không ngờ đến người thiết kế chính là Jan. Sau buổi họp chú liền gọi Jan vào phòng riêng nói chuyện, đương nhiên việc đầu tiên là cô trả lại tiền cho ông. Cô quay lại để tìm Nai sao? Không, nếu ông nghĩ vậy thì cứ nghĩ. Còn riêng tôi, chỉ muốn giúp anh ấy khi gặp khó khăn cũng giống như anh ta đã từng giúp tôi lúc trước. Bên này hai chàng trai đang đấu khẩu bởi Yêm muốn cho Jan ở đây chỉ một tháng, nhưng với Nai sao có thể để Jan đi dễ dàng được. Nữ chính bước vào nói cứ để anh ta tự quyết định, dù sao tôi chỉ tập trung làm sản phẩm tốt nhất để kết thúc nó sớm. Bây giờ thì Jan muốn kết thúc nhanh với tên Dia để đến với Nai vì Jan đã trở về. Cô ta phải dùng hết thủ đoạn để đạt được mục đích là phải cho Dia ký giấy ly hôn. Dao đã đặt máy quay lén sau đó kích để hắn ta và bà A Nong đánh mình. Cô ta dùng thứ này để ép buộc Dia phải ký nó bằng được. Giờ thì anh hãy ký nó đi, nếu không biết tôi sẽ làm gì với nó rồi đấy. Bà ta lúc này cay cú, để xem mày còn hóng hách được bao lâu. Nai đã đến công ty từ sáng sớm chờ nữ chính đến làm, nhưng khi thấy anh ta cô giả vờ thân mật với Dia nhưng sao qua mắt khỏi Nai được. Để xem em thoát khỏi anh như thế nào. Anh thấy vỡ kịch này diễn không hề đạt. Đạt gì cơ? Đừng lừa dối bản thân nữa Chan. Này hãy tự trọng đi, nếu không thì cứ để yên anh chứng minh đi. Nam chính nhìn giờ cổ Jan thấy nhịp đập rất loạn, Nai cười hóa ra là còn tình cảm với anh. Đừng có mà linh tinh, tránh ra. Chú Sắc Đa thấy hai người cùng đi với nhau, ông ta sợ nếu làm việc trong phòng kín sẽ nảy sinh tình cảm liền bố trí chỗ làm việc hai người ở phòng họp. Nhưng Nai nói thẳng, người là do chú chọn hợp tác, còn nếu đã yêu nhau thì ở đâu cũng sẽ yêu nhau được. Làm chú đứng hình vì lời nói đó. Điều cần làm thì nam chính đã làm hết rồi. Bây giờ thì Jan làm sao để vượt qua cửa ải tình này đi khi đòn tấn công tâm lý của Nai là quá mạnh. Với thể trang lớn với bản thân nữ chính là khá lạ lẫm, nhưng với tài năng quan sát cũng như có hồn về trang xuất của mình đương nhiên cô có thêm ý tưởng mới, khi mà đồ mình làm ra đang được sức hút rất lớn trên thị trường. Còn bà An Nong thì cố gắng lấy bằng chứng chứng minh bọn họ qua lại với nhau để bà ta có thể lật đổ được Nai xuống khỏi chiếc ghế chủ tịch. Bây giờ thì An Nong đã có thai, cô rất hoang mang bởi vì nếu có con lúc này khiến cô ta gặp trở ngại rất nhiều. Nhưng để có được Nai thì ả ta sẽ làm mọi thứ, bây giờ sẽ từng bước tiếp cận Jan. Ả ta đã lén bỏ chiếc nhẫn kim cương vào túi nữ chính sau đó giả vờ nhờ cô vào lấy giúp mình túi sách. Đương nhiên màn diễn kịch của Dao quá hoàn hảo để đổ tội lên người Jan. Các người hội đồng cũng đã đến, ả liền vào giật túi của Jan sau đó kiểm tra trước mặt mọi người. Chính cô ta đã đánh cắp nó, quả nhiên tôi dự đoán không hề sai. Chú Sắc Đa cũng muốn nữ chính tránh xa Nai ra cũng nhân cơ hội đánh vào tâm lý Jan là kẻ cắp. Hóa ra là như vậy, cô đã giảng cảnh đổ tội cho tôi. Nếu như cô buộc tội tôi thì mời cảnh sát đến đây bởi tôi chưa hề chạm vào nó. Xem thử vân tay trên đó chính xác là của ai. Đòn phòng đang cực cắt này khiến ả ta không biết phải ứng biến ra sao. Thấy tình hình có lợi, nếu Jan là kẻ trộm thì không ngu mà ở lại đây còn lấy đồ bỏ vào túi sách của mình. Sao cô biết rằng người gian xảo giấu đầu lòi đuôi như vậy có ngày sẽ bị giật chết đấy. Khiến ả ta không nói được lời nào và cả chú Sắc Đa cũng lặng im. Nhưng Nai làm sao bỏ qua dễ dàng khi bôi nhọ danh dự người mình yêu. Sao xin lỗi Jan đi, tôi xin lỗi cô ta sao? Ả ta cay cú rời đi trước hội đồng cổ đông. Đương nhiên chuyện này nữ chính sao có thể bỏ qua. Này sao cô ngu ngốc đến mức đổ tội ăn cắp cho tôi sao? Dù không có tôi thì Nai chắc chắn cũng không chọn cô đâu. Đừng có nông cạn đến thế. Cô nói gì? Mau rời khỏi đây đi, đừng để tôi cáo. Cô nghĩ mình là bà hoàng sao? Tôi không hiền đến mức để người khác đè đầu cưỡi cổ đâu. Đương nhiên cũng phải dạy dỗ Ả ta một bài học. Nữ chính liền giang cảnh lại khiến sao không tài nào đỡ nổi, rồi kể lễ khóc lóc khiến mọi người công ty đều chìa mũi vào cô ta. Diễn thì diễn cho tới. Tôi xin cô hãy buông tha cho tôi không đến để dụ dỗ ai hết. Làm ả ta sợ đến phát hét rồi chạy đi. Đúng là đồ khốn kiếp, con khốn. Jan rất hả hê, cô biết quá ít về tôi rồi đó sao? Sau đó chú Sắc Đa cho gọi cô đến, không ngừng uy hiếp chắc có lẽ người như cô không nên đến đây. Cho cô 3 ngày nếu cô còn ở đây thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân đâu. Ông ghét gì từ tôi, khi tôi có thể giúp anh ấy tốt hơn chứ. Cô bị hâm sao, người như cô mà làm được gì ở đây chứ? Nữ chính nghe xong liền chạy đi ngay lập tức. Jan vào phòng lấy đồ rời đi. Nai cảm nhận được nữ chính đang có chuyện liền đuổi theo sau, đang hỏi cô xảy ra chuyện gì bỗng dưng thang máy lại hỏng khiến nữ chính lại hoảng hốt khó thở. Nai biết được điều đó nên đã giúp Jan được bình tĩnh. Cảm giác cô lúc này thật sự an toàn ấm áp. Em hãy yên tâm, có anh ở đây. Lúc hôn Jan cửa thang máy lại mở, anh cũng không ngại mà bế cô vào văn phòng mình trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Chú Sắc Đa bước vào chỉ trích muốn cả công ty này bị phá sản bởi cậu sao? Cháu làm gì sai à? Hãy cẩn thận với những gì mình làm, em không phải lo chuyện này cứ để anh giải quyết.
Sát Đà lúc này đã biết tay trong của bà An Nong là ai, ông ta liền cho phức chiếc điện thoại đồng thời có cớ để xử lý luôn mụ ta. Nài lúc này đang rất vui, anh nhìn tôi gì thế, đừng tưởng như vậy mà lão nương ta cảm động, bia đến đón rồi tôi đi đây. Là anh cho em đi chưa, hãy hẹn hò với nhau đi, anh không sợ bất cứ điều gì đàm tiếu về hai chúng ta, bây giờ chưa phải lúc, nếu yêu tôi thì hãy cứ đợi đi. Khi nữ chính xuống dưới, tình cờ nghe được sót tên thuộc hạ của Sát Đà nói về Dia và có kế hoạch xử lý Nai làm cô rất lo lắng. Nam chính lúc này vào thẳng văn phòng gặp chú, chuyện Chan giờ cháu đi có liên quan đến chú phải không, cậu mê muội cô ta đến mức đó sao? Đúng, cháu sẽ không từ bỏ dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Ông ta dần lồi ra bộ mặt thật của mình, vì muốn thao tóm cả công ty thì Sát Đà làm bất cứ mọi chuyện, Sát được cử đi xử lý Siri tay trong của Anong. Về chuyện nữ chính nghe được từ tên thuộc hạ đã nói tất cả cho Yên nghe, vì sợ nguy hiểm nên không muốn cô dính đến chuyện này, nhưng người từng cứu mình như Nai thì ra nhất quyết không để anh ấy xảy ra chuyện. Cô mau chóng về nhà tra thông tin để xem điểm yếu của ông ta là gì. Với tài năng lừa đảo của cô đương nhiên nữ chính biết phải làm gì với cái tên này. Còn rót tên thuộc hạ của Sát Đà từng bước biến Siri thành người của mình, tên kia thì càng lúc càng dấn thân vào sòng bạc. Giờ là lúc ông ta lên kế hoạch chiếm lấy cổ phần công ty Paradise nhanh nhất có thể. Nhưng đối với Nai hiện tại có quan hệ gì với ông ta thì vẫn là một ẩn số. Lúc này nam chính không để Gian tự đi đến công ty, mới sáng sớm đã cho người đưa xe đến trước cửa nhà, dù muốn dù không cũng phải đành chấp nhận, nào ngờ tài xế đưa cô đến thẳng nhà riêng của Nai, khiến cô không biết phải làm sao. Vừa bước vào thì anh bảo không có lệnh của tôi không ai được phép vào đây. Anh biết chuyện của Vu Tông rồi, tại sao lại dối anh, sao không cho anh biết chuyện này thế, chú Sát Đà ép em sao? Thêm một điều nữa, Ia đã thừa nhận với anh là hai người không có gì rồi, hả anh ta nói với anh khi nào? Trong mơ đó, giờ em không rời khỏi tay anh đâu. Anh đừng tưởng như vậy mà em sẽ đổi ý, chuyện này sẽ gây rắc rối đến anh. Xin anh hãy lo giữ lấy công ty, đó là tâm huyết của gia đình anh đó. Được thôi, nếu em có thể từ bỏ quá khứ của mình, quên tất cả mọi chuyện trước đây thì ký đi. Từ giờ sẽ làm việc cho anh như là một nhân viên công ty. Ngay lúc này Nai có cuộc gọi từ khách hàng, chú Sát Đà cũng gọi đến vì biết Chan đang ở đó. Ông uy hiếp cô một lần nữa, nếu không nghe lời ông ta dòi đi thì sẽ cho người trừ khử. Nào ngờ nữ chính nói người như tôi không dễ động tới đâu, nếu ông thích thì cứ thử ra tay đi, xem hậu quả ai sẽ gánh rồi cúp máy đi. Khiến Sát Đà rất cay cú gọi ngay tên thuộc hạ vào để bàn việc tìm cách đối phó với Chan. Lúc này hai người cùng nhau thiết kế rất vui vẻ, khung cảnh trở nên lãng mạn, bỏ qua tất cả những lời đàm tiếu xung quanh. Bây giờ Dia đã bị giằng cảnh, sau đó bắt cóc anh ta, hóa ra là vì khoản nợ rất lớn, đám gian hồ bắt và buộc hắn ta phải trả, bằng không thì không giữ được mạng. Cho mày một ngày, nếu không có tiền thì phải đổi bằng cổ phần công ty Paradise. Xem ra kế hoạch Sát Đà vẫn tiến triển tốt. Sao trong bụng đã có thai muốn ăn ốc đổ vỏ cho Nai nên đã tìm đến nhà anh ta, à bỏ thuốc và rượu sau đó cho nam chính uống. Nhân cơ hội muốn lên giường cùng anh nhưng với lý trí Nai đã vượt qua, anh bật tĩnh thấy người con gái không phải là Gian. Là cô sao? Dừng lại ngay chuyện này, từ giờ trở đi tôi không muốn nó diễn ra lần nào nữa, giờ hãy thu dọn đồ ra khỏi nhà tôi ngay. Làm ả ta tức tròn tròn mắt bỏ đi ra ngoài hét lớn, cũng may mà Nai vượt qua chứ không lại lãnh hậu quả mình gây ra. Nhưng ả sẽ không để mất cơ hội này, cô ta không đi mà còn nhân cơ hội chờ Nai thấm thuốc ngủ say. Giao đã vào và ngủ chung để đạt được mục đích. Sao lại là cô? Giờ em đã là người của anh rồi. Chuyện ngày hôm nay nhất định em sẽ không nói với ai đâu. Gặp lại sau nhé. Nam chính nghĩ chắc chắn có thứ gì đó ở ly cà phê, nên đã hỏi bác buôn là ai pha nó. Là cô Giao ạ. Anh liền mang nó đi kiểm tra. Mới sáng ra đã mang đồ đến nhà Giang vì hôm nay có buổi thuyết trình đầu tiên. Dia đương nhiên là không thích đối thủ trước mặt, nhưng vì sự an toàn cho cô ấy, nên đã tiết lộ cho Nai biết về chú Sát Đà hiện đang làm khó cô ấy. Khi làm việc anh hãy để ý Gian giúp tôi, chuyện đó anh không phải lo. Thế ok. Khi nữ chính thay đồ bước ra, làm hai chàng trai phải đứng dậy ngắm nhìn người con gái trước mắt. Em xinh quá. Thấy cảnh này thì hơi tội cho một người. Nai kéo cô ra ngoài vì không muốn cô buồn nên đã thành thật nói ra chuyện tối qua về Giao. Đương nhiên là Gian ghen, lão nương ta không rảnh nghe chuyện đó, dám làm thì dám chịu đi. Không, là cô ta đã dùng thủ đoạn gì đó với anh. Trong ly cà phê có thuốc ngủ, việc phản bội em chắc chắn anh không dám. Được thôi, cứ vậy đi, xem ra thì anh thành thật tôi không chấp nhé. Sát Đà khi đến công ty liền phát hiện ra điều bất thường từ Giao. Cô có bầu sao? Nó là của Dia đúng không? Như thế này thì cô ta đã bị nắm thót. Sau đó ả ta gặp Chan, còn cả kiện nữ chính, nếu thấy Nai mất sức thì không có gì lạ đâu. Ha ha ha, mất sức vì đuổi cô ra khỏi nhà hả? Xem ra khi tôi nói làm cô xấu hổ phải không? Dựng chuyện này lên thế thì cô muốn gì? Đừng nói là muốn tôi đau lòng để rời khỏi đây nha. Còn non lắm cưng, bye tôi đi làm việc đây. Khi vào phòng họp, không khí đương nhiên hết sức căng thẳng. Tại sao lại lấy biểu tượng còng tay làm tác phẩm? Hay là vì cô trong gian đây, nếu không hãy thuyết trình đi. Đương nhiên nữ chính thuyết trình rất xuất sắc, khiến cả cổ đông phòng họp vỗ tay khen ngợi. Cuối cùng cuộc họp đã xong, Chan ra làm tách cà phê vô tình nghe được Dia đang có khoản nợ rất lớn. Bằng thủ thuật hành nghề cô lấy chiếc điện thoại của anh ta để điều tra thông tin có thể giúp Nai một tay. Lấy hết thông tin điện thoại cho đến khi hắn ta phát hiện nó bị mất. Nào ngờ Nai đằng sau giật lấy,
Tại sao lại cầm điện thoại của Dia? Anh đưa đây, em phải trả nó cho Dia rồi quay lại nói với anh sau. Lúc hắn chặn đường, nam chính thấy hết, đúng là người con gái này tinh quái thật. Hắn còn không biết làm sao mà điện thoại lại nằm trong túi áo. Giờ thì hãy nói đi, nếu phát hiện nói dối là tối về cho ăn củ khoai ngay. Được thôi, lão nương ta làm vì anh hết đấy, bởi cổ phần anh ta sẽ bán cho Seatong. Dù thế nào thì tôi sẽ bảo vệ anh, giờ thì đừng hỏi gì thêm đó. Đúng là sau lưng người đàn ông thành công đều có người phụ nữ giỏi. Về nhà đương nhiên Gian sẽ phân tích giống như cách cô lấy thông tin để lừa đảo trước đây, kia là người theo sau giúp đỡ. Nhưng Nai thì hơi nóng vội, anh ta đã đến nhà nói tại sao lại bán cổ phần cho tên trùm xã hội đen. Làm bà ta cũng ngơ ngác cổ phần gì chứ, hãy xem con bà làm ra chuyện gì đi. Mày bán nó làm gì, mày bị điên sao? Nếu không trả tiền nợ thì ông ta sẽ giết tôi mất. Bà có biết tôi căng thẳng thế nào khi mất Giao không? An ông cả đời phấn đấu nhưng đã bất lực vì kẻ hư đốn như hắn. Chỉ vì người phụ nữ không đáng sao, đúng là nực cười. Sau đó gọi cho Gian để nói lý do hắn bán cổ phần cho Sia. Đúng như cô đã dự đoán, hỏi xem giờ nóc nhà là ai mà ngay cả khi đi đâu Nai cũng báo cáo. Nam chính đã gọi Giao tới, cô ta vừa bước vào. Cô nghĩ có thể cho tôi ăn ốc đổ vào được sao? Anh nói gì vậy? Quay lại với Lia đi, cái thai trong bụng cô không giấu được đâu. Và tốt nhất đừng bao giờ làm chuyện dại dột này nữa, nếu không sẽ không được gì đâu. À tức đến mức đến tận nhà xác ra hỏi chuyện, cô đừng quên Gian là kẻ lừa đảo, thứ cô ta biết nhiều hơn cô đấy. Cái con quỷ cái, cướp hết mọi thứ từ tay tao sao? Bà An Ông đã đến sòng bạc gặp Sia, muốn thương lượng về cổ phần đã mất, đương nhiên hắn gọi về cho xác đà nói chuyện, sao đứng trong nghe thấy hết. Hóa ra là phản bội Nai sao? Cô biết cũng tốt tiện thể giúp tôi một tay luôn, nếu cô muốn gì thì cứ nói, đảm bảo sẽ không bị thiệt đâu. Ông ta vẽ ra con đường cho hưu chạy, đương nhiên người như cô ta là sao có thể thoát được. Cô ta đã đến tìm Pon, đưa tiền và nhờ anh ta đưa Trong Gian vào tù một lần nữa. Với số tiền lớn chữa bệnh cho con mình hắn đã đồng ý, và giờ chính thức anh ta tìm đến nữ chính. Vừa thấy thì cô không muốn gặp. Này Gian, sao muốn anh bỏ thuốc viện vào chỗ Gian để cảnh sát bắt em đó? Chuyện gì xảy ra với anh ta thế này? Không lẽ hắn còn yêu Gian sao? Pon thật sự không muốn phải làm hại nữ chính mà còn đưa đoạn ghi âm lại được cho cô nghe. Tại sao lại giúp tôi? Bởi anh có lỗi với em nhiều rồi. Xem ra Pon cũng là người tốt. Cảm ơn anh, nếu không thì em sẽ gặp rắc rối. Cả ba người cùng đến thăm con trai của Pon. Cậu bé bị cú ngã lúc trước mà bị sinh non, giờ rất cần tiền chữa trị. Không sao, em sẽ lo cho nó, bởi lúc trước như anh đã từng lo cho tôi vậy. Anh đừng lo, hãy cố gắng mọi thứ nhé. Nhưng chỉ tội cho Ia, nữ chính không cho anh một cơ hội cộng điểm khi anh thổ lộ tình cảm của mình. Giờ thì Giao đến đưa đơn xin nghỉ việc. Ok thôi, tôi sẽ khiến anh hối hận khi từ bỏ tôi. Không tiễn. Chú vào hỏi chuyện gì đang xảy ra, chú xem đi. Lúc cô ta ra ngoài thì gặp ngay Gian. Hãy ra đây nói chuyện đi. Gian đưa đoạn ghi âm cho cô ta nghe. Cô làm đến mức này sao? Đúng đấy, là tôi căm ghét cô. Kẻ khiến tôi mất tất cả thì không thể sống tốt đâu. Hù tôi sao? Cô sẽ chết trước đấy. Đi theo tôi, bộ mặt thật của cô tất cả sẽ biết, để thử sau này còn dám đắc tội với lão nương ta được hay không. Đương nhiên hai con hổ dữ thì sao tránh khỏi xung đột với nhau, dám đánh lão nương ta sao? Con quỷ cái, mày chết với bà. Thấy thế mọi người chạy vào cang, người chạy vào báo cho Nai biết bọn họ đang đánh nhau. Dừng lại đi, ả ta dám đánh tôi. Tôi sao? Khi cô dám cho người bỏ ma túy vào người tôi à? Để tôi mở ra cho xem. Cả hai người đàn ông đều bất lực khi con gái đánh nhau thì chẳng đáng bố con thằng nào cả. Đúng là nữ chính phim này rất tinh quái, không hổ là kẻ lừa đảo khét tiếng mà hoàng nương. Bên này chú Giác Đa đã có cách làm với Gian, nói ả ta tạm thời không được sơ suất. Sau đó sai cô ta dẫn dụ Gian đi đến lối thoát hiểm, dường như ông ta muốn bắn một mũi tên trúng hai con nhạn trăng. Ả ta đem chuyện chú Giác Đa muốn thao tóm cổ phần công ty nói cho Gian, nếu muốn biết thêm thì đi theo tôi. Nhưng nữ chính đã cảnh giác rất cao, nên đã nhắn Nai biết chuyện để đề phòng chuyện không hay xảy ra. Lúc này Giao vào thì thấy Giác đã chờ sẵn, hắn ngay lập tức bắt cô ta trái, nào ngờ Giao phản kháng khiến án trón rồi mau chóng nhấn điện thoại quay lại. Tại sao lại giết tôi khi tôi với ông ta cùng một phe? Nhưng hắn đã biết cô đang quay lén, nên đã thẳng tay trói rồi xô Giao xuống cầu thang. Muốn quay sao? Hắn thẳng tay giết mà không cần nói nhiều. Sau khi Gian đến thì thấy Giao đã ngã chết để đổ tội cho Gian giết người. Còn con nhỏ Siri thì giúp rót xô Gian vào máu để có chứng cứ buộc tội Gian hơn. Giờ thì tất cả đã đến. Đương nhiên thế này thì Gian làm sao có thể thoát được tội giết người? Đòn này Giác Đa làm quá hiểm, ngay cả cảnh sát cũng là tay trong. Cảnh sát kết luận nạn nhân bị sát hại chứ không phải bị té ngã dẫn đến cái chết. Siri đã nghe theo lời Giót mà khai giả, nói Gian xô Giao ngã sau đó bóp mũi cho đến chết. Cô nói sao? Khi chính cô nói tôi đến kiểm tra mạch đập của Giao cơ mà, tại sao cô đẩy tôi vào người Giao chứ? Chú cũng thấy mà. Đâu có, tôi đến thì xảy ra chuyện rồi sau đó thực lại lời Siri nói. Giờ thì làm sao nữ chính thoát được tội đây? Tôi nghĩ ra được rồi, các người bắt tay với nhau sao? Dựng cảnh đổ tội cho tôi đúng không? Siri cô được lắm. Giờ thì tất cả đã chĩa mũi vào Chân Gian với tội danh giết người. Pon gọi muốn đưa Gian trốn khỏi đây trước, nhưng nữ chính chấp nhận đối mặt với sự thật. Nam chính biết rõ nhưng không cách nào xử lý được, chỉ biết đến ăn ủi Gian. Giờ mới bắt đầu kịch tính.
Siri làm chuyện xấu đương nhiên sẽ rất lo sợ, bởi cô ta đang bị ép buộc và uy hiếp để giữ kín chuyện này. Nếu cô nói cho ai biết thì mạng này không giữ được đâu. Những hành động đó Nai đứng từ xa trông thấy hết, cha lúc này đang được sự tra hỏi của cảnh sát bởi các đoạn camera đã bị cắt hết. Đương nhiên cảnh sát đã bị mua chuột thì cũng chẳng cho nữ chính một cơ hội minh oan. Chờ cảnh sát ra ngoài, cha ngay lập tức gọi cho Von để nghĩ cách. Dường như cảnh tượng lúc nhìn thấy điểm đáng bắt đầu nhất là chiếc điện thoại trên tay Giao. Giờ thì tên trung ý đó buộc tội bắt nhốt nữ chính, Nai đến ngăn cản. Cô tới ôm anh và nói chuyện này chắc chắn có liên quan đến tên cảnh sát này. Sau đó Nai cầm xem điện thoại của Giao ngay lập tức hắn vào ngăn cản, bởi nó là nhân chứng quan trọng trong vụ án nên không thể cho. Không còn cách nào khác, Nai về nhà tra thông tin điện thoại thông qua bộ nhớ đệm trong Google Drive. Dữ liệu không thể xóa được, chỉ có người có pass mới có thể mở nó. Có chết hắn ta cũng không biết được thứ đó làm bằng chứng để giết lại chính hắn ta. Chính là hắn sao? Sakda ra lệnh cho hắn làm chuyện này. Nào ngờ ông chú tình cờ xuống nhà, nam chính kịp thời tắt nó đi. Cũng may mà không bị phát hiện, làm gì mà giật mình thế hả? Cháu đang xem lại ảnh cũ thôi, đừng đau lòng nữa. Hãy nghỉ ngơi đi. Bây giờ Dia rất hận Jan bởi anh ta biết vợ mình chết khi đang có thai. Anh ta muốn bắn chết cô rồi nghĩ đến việc tự sát. Cũng may mà bị mẹ biết kế hoạch sau đó ngăn cản. Nữ chính lúc này được Dia bảo lãnh ra ngoài. Về đến nhà đã thấy Nai đứng trước cửa. Anh có được clip trên điện thoại của Giao rồi. Đây em xem đi. Cảm ơn anh vì mọi chuyện này. Ông ta đã có kế hoạch thao tóm cổ phần công ty này từ tay anh rồi. Tại sao ông ta vẫn còn giữ lại anh? Đáng lẽ phải trừ khử anh mới đúng. Bây giờ cả hai đều không biết ý định của ông ta là gì. Nhưng muốn bảo vệ được công ty này thì anh cần một người nữa. Hóa ra là Paul. Giờ thì tất cả lên kế hoạch đầu tiên là bán tác phẩm của Jan cho Amada, khiến ông ta lo sợ bởi như vậy chắc chắn Nai đang nắm thứ gì đó trong tay. Giờ thì Paul là người sẽ tiếp cận Siri, anh thành công đặt máy nghe lén trên túi sách. Đúng như dự đoán, George đã đến với nhà ả ta. Nữ chính lúc này đi cùng Nai đến với nhà Dia đang sống, thấy thế anh ta muốn lợi dụng cơ hội cùng chết chung với Jan bởi anh ta rất hận, nhưng tài bắn súng hắn thật kém. Nai nhanh chóng ẩn núp chờ cơ hội lao đến cướp lấy súng hắn ta. Bằng vài đường cơ bản hắn đã buông súng, anh điên rồi sao? Này hãy xem đi, đừng có dại dột mà làm như vậy nữa. Khi biết được sự thật với Sakda, anh ta liền ôm mẹ khóc. Tại sao mày không báo cảnh sát? Anh hãy ngồi yên đó để tôi có cách xử lý hắn. Bà Nong có chắc chắn bà gây sức ép khiến mẹ Nai tự sát hay không? Đương nhiên là chuyện đó bà ta không hề làm gì cả. Bà nói dối, không hề đâu có thể làm nhân chứng cho mẹ. Không phải là bà sao? Cậu hãy tự đi tìm chú đáng kính mình mà hỏi đi. Sau khi giải thích hồi lâu, kết luận cuối cùng là mẹ Nai chết không liên quan đến bà ta và con trai mình. Jan lúc này đã biết Sakda đang bắt đầu thao tóm công ty rồi. Bà Anong hãy bắt tay với chúng tôi làm một việc nếu không muốn để mất công ty chính tay bà gây dựng này. Được thôi, nếu vậy thì cho ông ta một bài học luôn. Đầu tiên sẽ cho Dia đến gặp Siri muốn bán hết cổ phần. Đương nhiên đó chính là điều Sakda muốn. Nữ chính bên này tìm gặp Siri, kể từ vụ đó chúng ta không gặp nhau nhỉ. Tôi không có gì muốn nói với cô Jan. Cô tin rằng việc lần này hợp tác với Sakda và Jot là lần cuối sao. Đừng quên lão nương ta là một tay lừa đảo chuyên nghiệp đấy. Chuyện mèo mã gà đồng với Jot lão nương đây nắm rất rõ. Nếu cô không muốn trở thành con mồi hãy bắt tay với tôi. Bởi chỉ còn chưa đến 10 ngày cô còn sống được trên đời này đấy. Đương nhiên người ham sống sợ chết như cô ta sẽ sợ, nên đã đến nhà Anong chủ cũ của mình. Rồi về báo lại là bà ta muốn hợp tác với Lion lật đổ Nai. Đương nhiên ông ta sẽ gấp rút cho triệu tập các cổ đông đứng về phía ông ta. Ông ta muốn tái cơ cấu công ty, đồng thời mời luôn phóng viên tới. Hắn muốn lật đổ Nai rơi trước ghế chủ tịch. Ông ta lúc này mà cũng dùng lời lẽ tự cho bản thân mình không biết gì, chỉ làm theo những cổ đông ở đây và ủy quyền cho chú nhận việc này. Trừ khi đó là kỳ tích xảy ra. Bất ngờ và Anong đến nói nó thật sự xảy ra rồi đấy. Ông ta có chết cũng không ngờ đến hai người bọn họ lại bắt tay với nhau. Tôi đã ký xong xuôi hết rồi, cứ thoải mái đi Nai. Còn ông không ngờ đến phải không Sakda, còn non và xanh lắm bởi người tham lam muốn biến tất cả thuộc về mình chính là ông đấy. Dừng việc mắng Jan là kẻ lừa đảo đi Sakda, ông chính là kẻ ăn cháo đá bát. Dừng lại đi, ông mới là người nên dừng lại đấy Sakda. Tất cả hội đồng cổ đông đồng loạt rút khỏi vụ này, khiến ông ta đứng hình không ngờ lại xảy ra chuyện này. Con nhỏ Siri đã nói dối, đã cho chúng ta rủ bỏ phòng bị rồi. Mày kiểm soát nó kiểu gì thế hả? Xin lỗi là được sao? Kế hoạch đổ vỡ hết vì mày rồi, tao cho mày cơ hội cuối cùng đó. Bên này Nai cảm ơn Anong, thay lời cảm ơn bà ấy muốn cho mình một chức vụ để làm việc vì mình làm cả đời, đương nhiên lại nghĩ cảm thấy không quen. Dia lúc này đã theo dõi tên Jot, đương nhiên là muốn giết chết hắn trả thù cho vợ mình. Mày dám giết vợ tao sao thằng khốn, tao đã có clip đó rồi, giờ thì hãy chết đi. Nào ngờ Jan kịp lúc đến thấy hét lớn, đến giúp với. Cũng may mà chưa xảy ra chuyện gì lớn, chứ không người đi tù có lẽ là Dia. Chuyện mau chóng truyền đến tai Sakda, ông ta chạy xuống tên thuộc hạ liền nói chúng ta phải rời khỏi đây chứ không kịp mất. Nhân cơ hội cùng Sakda bỏ trốn, nếu đến bệnh viện lúc này chúng ta sẽ bị bắt đấy. Chuyện chúng ta là đều được quay lại hết, bởi Giao đã lưu nó vào bộ nhớ máy tính rồi. Tôi sẽ chết thay cho ông, đây cũng là điều cuối cùng mà tôi có thể làm. Hãy lấy chiếc túi phía sau xe giúp tôi. Hắn nhân cơ hội đánh ngất Sakda, xin lỗi ông sau đó một mình bỏ trốn.
Hắn la chim thú nhận tất cả mọi chuyện mình đã làm trước cái chết để xóa sạch tội lỗi cũng như bảo vệ được ân nhân. Lúc này Sát Đa đã tính, ngay lập tức ông tìm Sát nhưng hắn đã không qua khỏi. Giờ thì phóng viên nườm nượp kéo đến, liệu ông ta có thoát được tội danh của mình hay không? Ngài lúc này không chịu một mình Sát thừa nhận, báo cảnh sát trưởng tiếp tục điều tra vụ án của Giao khiến ông ta có vẻ rất lo lắng. Ngài tìm gặp chú Sát Đa, đến lúc chúng ta nói ra sự thật rồi. Tại sao lại bất hòa với nhau chứ Ngài? Chú làm mọi chuyện đều muốn tốt cho cậu. Ông thao tông công ty mà là muốn tốt cho tôi sao? Nếu cậu không tin điều đó thì chúng ta sẽ nói chuyện sau đi. Có một vài thứ chưa đến lúc cho con biết đâu này. Khi ông ta định rời đi, nam chính lập tức giật xe lấy bao bì đựng những bức ảnh của mẹ và cậu ta. Chuyện này là sao? Có liên quan gì với nhau hả? Phải, cậu chính là con trai tôi. Nam chính làm sao tin được đó là sự thật? Con mang dòng máu của bố trước khi Dung có được mẹ. Vì muốn cô ấy có được hạnh phúc nên đã để cho bố con chăm sóc. Nào ngờ hắn không cho mẹ con được hạnh phúc. Bố muốn lấy lại tất cả những gì để bù đắp cho con thôi. Chú muốn con có được những thứ con muốn. Nai bố yêu con. Liệu rằng nam chính có tin đó là sự thật không? Khi trước mặt mình là kẻ giết người như thế. Nếu không tin thì hãy kiểm tra ADN đi. Con sẽ hiểu rõ tất cả. Anh khóc và gọi cho Jan. Chú ấy là bố anh. Chúng ta phải làm sao đây hả Jan? Anh hãy bình tĩnh đi. Sau đó nữ chính cho Yêu biết chuyện. Nhưng với kinh nghiệm phân tích lừa đảo của mình, cô vẫn còn đang nghi vấn. Đến lúc Jan xem lại nó một lần nữa, vô tình cô lau bức ảnh thì thấy Sát Đa cùng người phụ nữ khác đeo dây chuyền cặp với nhau. Cô liền gọi cho Bon điều tra một người phụ nữ trên ảnh. Sau khi có thông tin bà ấy tên Prang, nữ chính liền tới chào hỏi bà ta, sau đó hỏi thẳng chuyện giữa hai người. Bà không ngại mà trả lời đúng, chúng tôi từng yêu nhau nhưng Sát Đa không yêu tôi. Người ông ấy yêu chính là Nap Ha, buộc tôi phải chia tay ông ta. Lúc nói chuyện thì biết được ông ta vô sinh. Ngay lập tức Jan tìm tới Lisa, người phụ nữ sau Prang, thì đúng chắc chắn ở kết quả kiểm tra là ông ta vô sinh. Khi đến nhà Nai muốn cho anh ta biết sự thật, nào ngờ Sát Đa bước vào. Jan lấy cớ rời đi nhưng bị ngăn cản. Lão ta giật lấy xem, cô lấy kết quả này từ đâu ra? Ông sợ Nai biết ông vô sinh sao? Giỏi nhỉ, chú yêu bà Nap Ha đến mức muốn biến Nai thành con mình sao? Để ông có thể lợi dụng lòng tin của Nai sau đó lừa tài sản của anh ấy sao? Ông ta liền cho nữ chính ăn ngay bạt tai. Mày luôn kiếm chuyện nhỉ, tao làm mọi thứ chỉ vì Nai, mày không thể phá hoại được. Ông chỉ muốn tốt cho bản thân mình thôi, bởi ông ta lúc này đang muốn biến Nai trở thành quân cờ của mình, để ông ấy có thể nắm trong lòng bàn tay. Mày biết rõ thật đấy, nếu biết rồi thì tao sẽ không cho mày sống dễ dàng đâu. Bây giờ thì mày biết tao ghét mày đến mức nào không? Mày hãy chết đi. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nai liền mở cửa xông vào trong. Hãy dừng lại đi Sát Đa. Hóa ra là hai người đã lừa ông ta tự nói ra hết sự thật, để Nai đứng sau cảnh cửa nghe thấy hết. Vậy là sao? Ông vẫn chưa biết gì à Sát Đa? Xem xung quanh đi, camera đầy hết đấy. Đương nhiên là sẽ bị ăn một đấm. Ông có còn là con người không? Ông ta ngay lập tức khóc lóc van xin, hãy tin chú lần này thôi, chú xem con như con trai mình. Nai vừa lúc động lòng, hắn liền xô và lấy chai đập thẳng vào đầu Nai, rồi bắt luôn cả Jan, nhưng cô ấy nhanh chân chạy vào trong phòng, muốn tìm cách chạy ra ngoài gọi người, nhưng không cách nào thoát được. Nữ chính liền nhắn cho Ye đến giúp, lão ta vẫn đang tìm kiếm, nhất định phải bắt được Jan. Cô đã dùng sữa ghi gì đó xuống nền nhà, giờ là lúc hắn đã phát hiện ra cô ở đâu. Jan dùng dao uy hiếp nhưng làm sao chống cự lại được hắn. Nhanh chóng cô đã bị đánh nhiều từ đến bất tỉnh nhân sự. Sau đó ông ta đưa cô ra xe ô tô. Giờ thì Ye đã nhận được tin nhắn, anh mau chóng chạy đến nhà Nai. Nhưng ông ta đã chở nữ chính rời đi. Ye đã cứu được nam chính. Trong Jan đang ở đâu? Hai người cùng nhau chạy xuống nhà thì phát hiện ra ai đi trên chiếc điện thoại của Jan để tìm ra định vị của mình dựa theo nó. Ngay lập tức Bon nhận được tin liền tra ngay vị trí của Sát Đa. Giờ thì cả hai chàng trai cùng lên đường cứu mỹ nhân. Nai cầm lái phóng đi thật nhanh. Ông ta lúc này đưa Jan đến một khu rừng để trừ khử. Giờ thì mày hãy cầu nguyện đi. Ông không muốn sự tha thứ từ Nai sao? Jan tinh ý đánh lạc hướng ông ta rồi nhanh tay đần một gậy khiến hắn ngã ra sau. Đương nhiên là giờ khẩu súng đã nằm trên tay Jan nhưng hắn ta rất dễ dàng giật lấy. Một lần nữa cô ném cát vào mặt khiến hắn ta mất tầm nhìn, khiến cây đinh có cơ hội đâm sâu vào đít. Giờ mày có thể bắn tao được rồi đó Jan. Thấy xe Nai tới, cô liền bắn chỉ thiên rồi vứt súng chạy đi. Hắn đâu thể nào để cô thoát được dễ dàng. Vừa muốn bóc cổ giết Jan thì Nai đã xông vào cứu. Giờ thì hay đánh một không thọt cũng què, ông ta vẫn còn dỡ trò dối trá, đương nhiên là Nai sao có thể tin lần hai. Nam chính đã cho hắn một cước bật ngựa ra sau. Kết thúc rồi Sát Đa. Còn gì hơn là bị cảnh sát còng tay đưa đi. Quả thật miệng nam mô mà bụng bồ dao găm là có thật. Vẻ ngoài luôn tỏ ra yêu quý nhưng bên trong rất độc ác đến nổi thủ đoạn đền người. Nia cũng đã bị bắt bởi vì tình yêu mà đã giết người. Đau lòng nhất vẫn là bà Anong. Sát Đa kết án tử hình vì rất nhiều tội. Ba mũi thuốc vẫn không làm ông ta đau đớn. Cuối cùng những người yêu nhau chân thành sẽ đến được với nhau. Hạnh phúc luôn đợi chúng ta phía trước. Nếu biết phấn đấu và nắm lấy cơ hội thì chắc chắn nó sẽ đến. Và giờ bộ phim đã hết, chúc các bạn xem phim vui vẻ nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để Nhung biết nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Nhung nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.